Viết theo sách cũng được, viết theo sách không hay, mà viết cái gì bây giờ? À, tôi thích bà lắm, bà Sương ơi. Ây da, cô không được. Được. Bác. Ủa? À, Ngọc Yến, mới đi học về hả con? Dạ. Bác ơi, đây là cuốn sổ mà hồi nãy con nói đó bác. Có chuyện gì bác cũng viết vô hết nha bác. Bác nói với lại ông chú Hoa Hồng và vợ chồng anh Bun Un cũng viết nữa nha bác. Khi nào bác viết xong con lên lấy nha. Thôi thôi, để bác viết xong rồi bác đem xuống dưới luôn. Dạ. Con đi xuống dưới nha bác. Trời ơi, biết viết cái gì trời. Chết. Chết, cái vụ này chết. Quá phép rồi được chứ, cái vụ này chết. Ây da. Chúng mày hả? Chúng mày, người ta đưa cuốn sổ rồi nè. Mày biết cái viết cái gì giờ? Không lẽ tôi viết đại vô? Chú về giúp tôi coi. Qua hôm nay viết đi. Vậy anh May viết gì chưa? Chưa. Đâu biết viết gì đâu. Qua Hồng Đen viết trước đi. Tôi trước hả? Qua Hồng Đen viết đi. Viết xong rồi gọi cho tôi nha. Mình sẽ viết cái gì vô cuốn sổ gia đình đây ta? Chắc phải viết về Hoa Hồng. Chắc chắn sẽ có nhiều điều viết về cho cô ấy. Nhà của Suri viết nhiều lắm đây. Ủa, sao không có chữ nào hết vậy? Lẽ ra ngay từ đầu mình nói là mình không viết được cho rồi. Bởi vậy mới nói. Nhưng mà mình biết viết cái gì đây? Nhà phép thuật ở đó giờ có biết viết thư đâu, chỉ có báo điện thôi. Anh Ba Ram nói chính xác đó. Nếu như bây giờ nói về vấn đề mà điện báo là em số 1. Anh cũng số 2. Giờ mình viết là hôm nay tự nhiên ăn ngon và chợt nhớ bà Sương, được được được, em thấy được đó. Ông ơi, ông hả? Chú May, chuyện gì? Con đã tìm được thuốc phép thuật tấn công nhà đột biến gen rồi. Tìm được rồi hả? Là thuốc gì? Dạ, là thuốc phép thuật thay đổi đặc tính lẫn nhau của những nhà phép thuật đột biến gen đó. Không thay đổi đặc tính lẫn nhau à? Dạ, đây ở trong sách có ghi là khi những nhà phép thuật đột biến gen hoạt động chung thì nếu như thay đổi đặc tính lẫn nhau thì chúng cũng sẽ bị rối loạn. Lúc đó chúng sẽ tự tấn công và bị thương, năng lực cũng sẽ yếu dần đi luôn đó không? Gì hả? Đột biến gen virus, đột biến gen giấc mơ, đột biến gen hình bóng. Chúng sẽ bị thay đổi đặc tính mà xuất hiện tình trạng nội phân, có đúng gì không? Đúng rồi. Nhưng mà làm sao cho nó uống thuốc được?
Ở đây không phải là thuốc uống mà là thuốc xịt. Thuốc xịt à? Dạ, chính vì vậy cho nên sẽ không có thuốc giải đâu. Nhưng mà làm bằng cách nào? Cũng dễ lắm, ở trong sách cũng có ghi nè. Không có gì khó đâu ông. Vậy thì làm liền đi. Dạ. Lần sau mà cô gặp là cô không nhìn ra em đó. Dạ. Nhưng mà cô lo cho Dân nhiều hơn là Hồ. Dạ, sao cô? Em hả? Ừ. Em còn chưa bỏ ý định làm người mẫu phải không? Cô đã nói với em nhiều lần rồi, em phải cố gắng ăn nhiều lên. Cái tuổi của em là tuổi đang đi học, phải ăn nhiều mới khỏe được chứ. Dạ. Nhưng mà không được ăn hiếp bạn nữa nha. Dạ, em biết rồi cô. Cô ở trường á, Ngọc Dân hiếp con quá trời luôn á. Thôi, đó thấy chưa, cô vừa mới nói à, đã hiếp rồi. Thôi cô đi nha, tạm biệt mấy em. Dạ, dạ cô đi. Ngọc Dân, cô nói là bạn không được ăn hiếp mình nữa nghe chưa. Mình có thể chia cho bạn một chút thịt nếu như bạn muốn. Trời ơi, đừng gớm ghiếc. Không thôi thì mà đúng là cũng sẵn sàng chia cho bạn một nửa số mỡ mình luôn. Thấy không? Đồ con heo. Sao bên nhà Suri không viết cái gì hết vậy ta? À, hay là con lấy nem sỏi lên trên đó thử coi. Thôi khỏi, mẹ nghĩ là chắc là nhà mình phải viết trước thì nhà Suri mới viết. Hay là để mẹ viết trước. Dạ. Kỳ vậy ta? Hồi nãy mình nhớ là đã đem xuống dưới để rồi cơ mà. Hoa Hồng nè, tôi nghĩ chúng ta là bạn thân thiết với nhau, nhưng dạo này có những lúc tôi cảm thấy có khoảng cách giữa hai chúng ta. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có thể là bạn, có thể chia sẻ tất cả với nhau nha Hoa Hồng.
Trời ơi, đây đây đem con này lên đây chi vậy? Thấy bên mình không có giết được cho nên là Mai Phương đã giết trước rồi. Hả? Giết trước rồi hả? Dạ, ông xem đi. Giết cái gì em? Mà mở coi. Lâu quá, lâu quá. Cái này của Hoa Hồng. Giết chưa? Mai Phương giết cho Hoa Hồng. Giết vậy hả? Giết vậy thì dễ giết quá. Ông ơi, con đã làm xong thuốc phép thuật rồi đó. Cất cho kỹ. Để bộ gen nó tới mình xịt đó. Nhưng mà biết chừng nào nó tới mà mình xịt. Thì đằng nào chúng cũng xuất hiện quanh ta thôi. Cho đến khi nào mà chúng có được hình thể hoàn toàn mà. Thôi cãi nó đi, bây giờ mình lo giết cái này đi. Hoa Hồng, giết trước đi. Dạ. Suri giết nhiều lắm nè Ngọc Yến. Ông Ba Ram á giết là có thể đi ngắm qua bất cứ lúc nào. Hả? Ông chú có ghi cho ba nữa nè mẹ. Còn dì Hoa Hồng nữa nè. Dì giết là cảm thấy có lỗi với mẹ, bởi vì không giúp được nhiều việc nhà với mẹ đó. Chào mẹ. Thưa cô. Em chào mấy anh chị. Con mới qua chơi hả? Dạ. Ủa, còn Ngọc Vân đâu? Dạ, Ngọc Vân ở nhà bạn nó có bận việc cho nên bạn về sớm rồi cô. Thôi thì con lên lầu nha mẹ. Thưa cô. Thưa cô đi. Alo. Năm Rô hả? Cô nè. Cái gì? Công an tới cửa hàng của mình hả? Vậy còn chú Tân Trung đâu? Được rồi, cô tới liền. Trời ơi. Làm sao bây giờ đây? Sao khi không lại xảy ra chuyện này? Ủa? Mai Phương sao lại đến đây? Hoa Hồng ơi, giúp tôi với. Không biết là ở siêu thị xảy ra chuyện gì nữa mà công an tới đòi bắt anh Tấn Trung. Trời, không biết là anh đi đâu rồi, tôi liên lạc hoài không có được. Mà bắt chuyện gì? Tôi không biết nữa, bây giờ tôi không biết làm sao đây nè. Trời ơi, sao giờ này xe chưa tới nữa. Được không? Không được. Làm sao bây giờ đây? Phải công nhận á, sao nhà Mai Phương ở thế giới loài người nè. Quên, xin lỗi. Ở Việt Nam mà sao giống nhà tôi ở nước ngoài quá à? Gì đâu mà thấy trong nhà không có xe để đi lại như người ta. Tôi cũng không biết làm sao nữa. Mà Mai Phương cũng sướng thiệt á, không phải quan tâm gì đến chuyện buôn bán làm ăn gì hết á. Còn hả, ở xứ tôi hả, đàn ông hả chỉ lo hả nhõng nhẽo nè, vui chơi đánh bài rồi có bạn gái thôi à, giống như em nuôi vậy đó.
Vậy hả? Tôi cũng biết tại sao nữa. Thử gọi lại lần nữa coi sao. Trời ơi, sao gọi cũng không được nữa vậy trời. À, tôi nhớ hình như trong nhà còn có chiếc xe đạp cũ mà. Xe đạp cũ hả? Ừ. Ủa, sao nhà mình có xe đạp cũ mà mình không biết vậy ta? Mình đi nha. Ừ. Người ta kêu chủ doanh nghiệp đến gì phòng quản lý kinh doanh nộp phạt gì đó. Giờ sao ấp cãi? Sao tự nhiên bạn hỏi mình? Mình chỉ biết là tiếp khách hàng rồi bán hàng thôi. Còn mấy cái vụ này mình đâu biết làm đâu. Trời ơi, bạn là con trai. Ừ. Bạn là thanh niên. Tất nhiên. Sao biết làm mỗi cái việc đó là vậy? Tại Nam Đô không biết đó thôi. Chứ ở bên nước của mình đó, là nước ngoài đó, là mình là một người vô cùng tài cán. Mà bên nước mình ở nhà là không làm những thứ này đâu. Chỉ tập trung để đánh nhau thôi. Nếu mà ai đánh thắng thì người đó là người vô cùng tài giỏi. Đó là mình. Sao tự nhiên mình muốn gặp Đông quá à? Gặp Đông hả? Mình biết á là Đông thích bạn. Tại vì Đông muốn che chở cho bạn. Cái gì? Che chở cho mình hả? Đông là người cái gì cũng chịu đựng một mình hết. Thương ai cũng thương một mình. Mà buồn cũng buồn một mình. Để rồi bây giờ bỏ đi cũng bỏ đi một mình. Đông nhường nhịn mọi người hơn ai hết. Có lẽ vì vậy mà Đông không cảm thấy thất vọng. Nam Rô à, Đông không phải là người như vậy đâu. Nếu như Đông là người như vậy thì Đông đã không bỏ người khác mà đi đâu Nam Rô. Sao giờ này cô chưa tới nữa ta? Giờ sao? Ai biết. Trời ơi, sao mà sai dữ vậy? Ủa, sao Mai Phương lại ngừng đây? Em đi tiếp đi. Hình như là mình đi lạc rồi đó. Đi lạc hả? Giờ sao? Tôi cũng không biết sao giờ nữa. Sao mà ở đây nhiều ngã quá, biết đi ngã nào bây giờ? Trời mọi ơi. Bữa tôi đi tới đây nè, tôi băng ngang qua là tới rồi. Trời ơi, gì giờ sao giờ? À, tôi có cách rồi. Cách hả? Ừ. Quá Hồng phụ tôi nhích cái đuôi đi. Nhích đuôi hả? Đem chi vậy? Mình khiêng xe lên. Ở đây người ta đâu có cho đi trên cỏ đâu. Nhớ nha, đừng có để chạm lên cỏ nha. Rồi. Cô đâu rồi ta? Ơ, trời đất ơi, bất cải. Mừng không. Quá, hay quá, con về tới rồi. Nè, thế giới phép thuật và thế giới con người đã hoàn toàn bị chia cắt. À, cho nên phải hạn chế sử dụng phép thuật, tránh vận động nhiều, để tiết kiệm năng lượng và tránh những chỗ đông người. Mà về phòng nằm bất động để hấp thu năng lượng. Mọi người đi về phòng hết rồi, con cũng về phòng đi. Ông, nhưng mà con phải tới cửa hàng của chú Tuấn Trung nữa chứ. Thôi cái chuyện cửa hàng chú Tuấn Trung để chú Tuấn Trung lo. Con cứ báo là mình bệnh là được, thấy không? Dạ dạ. Lên phòng đi.
cửa hàng đã có chuyện, vậy mà ông bắt mình ở lại nhà, thì làm sao mình giải quyết được công chuyện đây? Mẹ ơi, con đói bụng quá. Ngọc Yến, mẹ em không có ở nhà đâu. Vậy mẹ em đi đâu? Anh cũng không biết nữa. Có khi nào mẹ em ra cửa hàng không? Anh mới từ cửa hàng về mà. Vậy mẹ đi đâu chứ? Không lẽ mẹ bị lạc hả? Hay là anh dùng phép thuật tìm mẹ em đi? Dùng phép thuật hả? Không có được. Em phải biết là nếu như bây giờ chúng ta sử dụng phép thuật thì các nhà phép thuật đột biến gen sẽ phát hiện ra chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ không có sức mạnh để chống lại chúng đâu. Vậy thì phải biết làm sao chứ? Đau bụng quá à. Nè nè nè, bây giờ anh đi đây. Em ở nhà đó, nếu như mà thấy ba thấy mẹ thì phải báo cho anh biết, hiểu chưa? Dạ. Anh đi đây. Đau bụng quá mẹ. Có chuyện gì vậy? Mẹ đi lạc rồi. Sao em biết? Tại em đoán vậy thôi, chứ mẹ đâu có biết đường đâu. Nó buồn quá. Cái con nhỏ này, mẹ mà làm sao lạc được.